那他咋的那点外我甩他帅。能不能发到我去见你的多元性格调嗯。ai cũng biết đây là tôi là Trần Soái và chúng ta bắt đầu luôn chương trình. Anh Soái, hôm nay anh ngoài mất ngủ hay là sáng hay chưa sáng? Dạ là hôm tối. Bình thường. Anh không bắt tay tôi cũng không giới thiệu tôi. Là anh mới thực cái nhiệm vụ hôm qua tôi vài năm nghìn chứ sáng. Tôi với giáo sư dù gì là chỗ quen biết vài đồng bạn. À, nhưng mà giáo sư có thì tôi xin năm nghỉ đây. Chúng ta bắt đầu luôn với một số câu hỏi ạ. À thôi, tôi giới thiệu đây là giáo sư. Nói anh không cần giới thiệu. Giáo sư này tôi giới thiệu. Nói đi. Không cần, tôi không cần. Giáo sư có vẻ hơn chế. Bắt đầu. Tôi bắt đầu luôn ạ. Giáo sư muốn bắt đầu câu hỏi, có ai gì ạ? Anh thích câu nào cũng được, kiểu gì tôi cũng trả lời đúng. Tôi luôn luôn đúng. Làm thế nào mà giáo sư luôn trả lời đúng? Bởi vì tôi có nhiều kinh nghiệm. Thế giáo sư lấy kinh nghiệm đâu? Thì tôi rút kinh nghiệm từ nhiều lần trả lời sai. Những câu trả lời thể hiện đẳng cấp. Tôi thấy giáo sư rồi này nói nhiều. Đâu, tôi nói có nhiều đâu. Dạ. Chương trình cũng nói nhiều thôi, ở nhà tôi thì rất ít nói. Tại sao giáo sư như vậy? Tôi có một số bế tắc của một số. Giáo sư có thể chia sẻ một số bế tắc. Đấy là vấn đề riêng tư của tôi, anh cũng không cần hỏi nhiều. Khi nào vững thì tôi sẽ trả lời. Để tránh các vấn đề riêng tư về nói ít và bế tắc trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi của chương trình. Câu đầu tiên là câu hỏi của chương trình. Mời giáo sư và các bạn khán giả cùng trả lời. Câu này là câu rất khó, giáo sư vậy từ suy nghĩ và nghiên cứu. Có ba con lợn, một con lợn tên là đen, một con lợn tên là trắng, một con lợn tên là trắng đen. Con lợn đen thì tên là trắng, con lợn trắng tên là đen, con lợn đen trắng thì gọi là đen trắng. Thế giờ ông chủ gọi là đen trắng ra đây thì gọi là con lợn nào nó sẽ đi? À, thì con lợn. Câu này chắc giáo sư lại chịu rồi. Vâng, thôi để lại để cuối chương trình rồi bạn. Câu này tôi sẽ để cuối chương trình. Mời quý vị khán giả cùng trả lời. Đến với câu hỏi của chương trình khác là số 0 xuất hiện đầu tiên ở đâu? Ai cầm? Quy luật Berlin của ai sáng tác ra? Em đây. Thế chiến 2 nổ ra mà 1939. Ai là người hát ca khúc Cóc? À, Lương Tràng. Giáo sư có đúng nhầm? Đồng ý, đồng ý. Tam. Lương Tràng. Có. Nam Cường. Rồi. Giáo sư. Đúng là giáo sư. Lý Quý Dung. Mà có tay là giáo sư biết nhiều về khoa học tự nhiên nhưng cũng có vẻ là am hiểu về âm nhạc. Tôi xin hỏi một số câu khác vẫn câu hỏi chương trình. Húc là hoạt động chính của con vật nào? Quả toát. Vậy thì định luật húc là do bỏ. Vâng. Câu này có thể bỏ qua được. Vâng. Giáo sư có vẻ hôm nay có vẻ căng thẳng. Vâng. Tôi vẫn là cành của nợ. À, nói mới nhớ sáng nay giáo sư lên một xe ôm. À, hôm nay thay ví giáo sư không có tiền. À, tôi gửi giáo sư 5 nghìn. Vâng. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Tôi xin nhắc lại giáo sư vẫn được 5 nghìn. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của tôi đến luôn với câu hỏi của các bạn khán giả đi. Của bạn có địa chỉ nickname là ai mua hàng đẹp a@yahoo.com có đặt câu hỏi là thưa giáo sư tôi làm nghề bán giày dép. À tôi nhớ rồi, anh dịch sai rồi cái nickname bạn này ai mua hàng dép. À, tôi lại tưởng là ai bán hàng đẹp chứ. Giáo sư quả là tinh tế. Để tôi đọc cái câu hỏi. Tôi làm nghề bán hàng nên rất cần sự trung thực, vì vậy tôi trung thực trong cuộc sống. Tôi không biết nói dối bạn bè. Vậy xin hỏi giáo sư làm thế nào để tôi nói dối người khác? Về cái vấn đề này tôi đã từng viết một cuốn sách là làm thế nào để nói dối người khác. Giá cảnh đã từng đọc rồi. À, cuốn sách này tuần trước tôi mới mua. Vâng, tôi đã đọc rồi. Nhưng mà tôi thấy sách giáo sư viết không giá gì. À, vậy. Vì là tôi đọc xong cuốn sách đấy thì tôi nói dối vợ tôi. Vợ tôi chả có tôi giờ gì cả. Giáo sư không có khả năng viết sách. Thế anh nói là anh đọc xong sách rồi mà anh vẫn chưa biết nói dối. Vâng, tôi đọc hết sách rồi không thể nói dối được. Tôi thấy anh nói dối rất giỏi.
tôi biết, thực ra tôi nói đùa thôi, nhưng tôi chưa hề biết cuốn sách nào quá. Tuyết sao lại lại đã xoáy rồi. Tôi bắt đầu câu hỏi khác nữa, tìm câu nào có không. Câu hỏi tiếp theo là từ bạn có nickname Girl VIP Hà Nội đến từ tỉnh Kon Tum. Thưa giáo sư, em mua được một chiếc áo mới rất đẹp, bạn bè em ai cũng phải trầm trồ khen. Một lần em mặc chiếc áo đó và bế con cún nhà em đã bị nó in ra áo. Em dùng rất nhiều loại bột giặt như X-Men, Zersona và Vim. Nhưng tôi sao phải được vết bẩn trên áo. Vậy xin hỏi giáo sư là làm thế nào để tẩy được vết bẩn này? Tẩy vết bẩn này thì bạn hãy lấy một ít dầu quả bôi lên vết bẩn để chừng 15 phút rồi sau đó thì bạn hãy đốt quanh nó đi và bỏ vết áo. Nhân tiện nói đến dầu bẩn thì tôi cũng có một vài câu hỏi. Câu này là của bạn có nickname là ngồi trong toilet gào thét tên em. Tôi đặt câu hỏi là thưa giáo sư, có một thói quen của con người không biết là tốt là xấu, nhưng mà mỗi lần em đi vệ sinh thì đều bế theo con mèo theo. Vậy em muốn hỏi giáo sư là tiếp xúc nhiều với động vật thì có hại gì không? Về cái vấn đề này thì cũng là rất là có hại. Trong nước bọt của động vật như là chó mèo có rất nhiều vi trùng có thể gây hại cho con người này. Chúng ta phải tránh hôn trực tiếp với chó mèo. Vậy thì ví dụ như dì tôi tuần trước mới mua con cún nhặt suốt ngày hôn con chó. Thế con chó là sao? Con chó là đồ cái chết. Tôi xin hỏi giáo sư là con gì giống hệt con vịt nhưng mà không có lông và màu bánh mật? Con vịt quay. Vậy giáo sư nhắm vịt quay cái rượu bao giờ được? Rồi, thường xuyên. Tiểu lượng giáo sư cao? Rất cao. Xin hỏi giáo sư là đây là câu hỏi của bạn có nickname là say xỉn đến kiểu ở dưới ít tiểu nó bê. Em năm nay học lớp 11 là con gái, xong rất thích uống rượu. Nhà em có công việc ở quốc quản gì, em cũng rất muốn hầu các anh chị họ. Nhưng em chỉ được vài chén là say. Vậy xin hỏi giáo sư làm sao uống rượu không say? Để uống rượu không say, trước tiên bạn phải từ từ. Đầu tiên là lần thứ nhất chúng ta chén, lần sau chúng ta chén. Cứ vậy là tăng dần lên thì bạn sẽ không say. Nhưng mà bạn Yến thân mến là nếu uống rượu không say, tốt nhất là bạn không nên uống. Vâng, theo câu trả lời của giáo sư thì bạn Yến nếu uống rượu không say thì tôi khuyên bạn là không nên uống. Còn nếu muốn uống thì... tôi nói giáo sư, tối nay uống rượu là cởi mở. Tôi khuyên bạn Yến là nếu hay bạn muốn uống rượu thì xin mời nhắn tin cho tôi và giáo sư sẽ hầu bạn. Nghe nói là giáo sư tuần trước uống rượu với một bà người bạn đi nước ngoài rồi. Tôi đi nước ngoài toàn ngày. Đi qua sang Lào. Giáo sư sang Lào. Vậy tôi sẽ đọc câu hỏi tiếp theo. Tôi có quen một người bạn. Đây là câu chuyện riêng của tôi. Tôi hồi đi học thì có quen một người, cô ấy tính tình khá tiết kiệm. Đôi khi mọi người cứ sao cứ trong tiếng Anh là shit. Sát thì tên khoa học nó FE là phe rồi. Tên khoa học cứ sát là phe shit. Việc tiết kiệm này bắt buộc thì câu chuyện bác Hồ đã từng giáo dục anh thanh niên đó là nên tiết kiệm quá không là cũng là đâm ra có nhiều. Vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi tiếp theo của bạn có địa chỉ là con voi cắn cu con kiến gmail.com. có đặt câu hỏi là thưa giáo sư, đêm qua tôi có mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Đó là tôi mơ thấy mình đi qua một cánh đồng, gặp một con sầu bị nhốt trong một cái lồng. Xin hỏi giáo sư là tôi nên đánh đề là bao nhiêu? Câu hỏi này có liên quan đến vấn đề là chiêm bao học. Đây là một vấn đề rất mới mẻ của khoa học. Nó đòi hỏi người nghiên cứu có những tri thức về khoa học thực tế, thì tư duy logic và mê tín dị đoan. Rất dày dặn. Để nói khi giấc mơ của bạn này thì đây là một con rồng, rồng rực ánh lửa của khủng hoảng. Rồng thì tí sự chuẩn báo. Từ có năm trong ngũ hành thì có là kim mộc thủy hỏa thổ tại hai mình. Và dòng lửa thì thuộc kim hỏa.
À, tôi nghe nói ông Long Vương là dòng nước của khu thủy đúng không ạ? Đâu. Đấy là dòng nước, còn đây là dòng trên cạn thì chắc chắn là dòng lửa rồi. Nó thuộc cung hỏa nó trên cánh đồng. Đồng đất này thuộc thổ nữa. Nó lại nhốt trong cái lồng sắt thì thuộc cung kim. Nó là dòng thứ năm mà lại có ba cung trong ngũ hành. Tức là 53. Vậy bạn hãy đánh tôi có 41. Vậy tại sao lại không đánh lại có kẻ ông thật đấy. Thực ra thì bên cạnh nhà tôi mới có một ông mới chết, ông sinh năm 41. Vâng ạ, theo phân tích của giáo sư ấy, thì tôi khuyên bạn là hôm nay bạn đánh có 41 ạ. Nếu bạn đánh trúng thì mong bạn trích qua chương trình 50%. Và cao tôi 50%. Câu hỏi tiếp theo của bạn có địa chỉ là dương.vocương@yahoo.com. Có đặt câu hỏi là thương giáo sư, tôi có một người, tôi là một người rất nghiện internet. Tôi thường lang thang trên các trang web như là loijon.com, cofet.net, gm.org. Tôi thấy trên mạng này có rất nhiều người chém gió. Thưa giáo sư, tại sao lại như vậy? À, cái vấn đề nhiều người chém gió đấy là những người chém gió cũng nào được. Thực tế ở ngoài đời rất ít nói, do họ thức khổ với học trong những cuộc sống, với tắc cuộc sống nên họ phải tìm đến internet để có thể tự thể hiện mình. Tôi thực ra tôi rất khinh thường những người này bởi vì họ chỉ giỏi chém gió mẹ thì ở ngoài không có tác dụng. À vậy thì tôi nhớ đầu chương trình tôi giáo sư có tâm sự là giáo sư là người ít nói là biết tắt cuộc sống. Tôi anh nói thế có ý gì à? Không, ý tôi là đây là giáo sư tâm sự là vâng mâu thuẫn của nó vậy à. Sao đấy chương trình hôm nay có vẻ là kịch bản hơi ngắn. Ôi, chúng ta kết thúc chương trình từ đây. Câu hỏi đầu chương trình tôi mời giáo sư trả lời. Anh cứ đọc lại đề bài cho khán giả. Đề bài của khán giả là có ba con lợn nuôi cảnh trong nhà. Con lợn đen thì có thân thể là trắng, con lợn trắng thì có thân thể là đen, con lợn đen trắng thì nửa trắng nửa đen. Vậy tôi xin hỏi giáo sư là vậy nếu mà người chủ gọi là đen trắng ra đây thì con nào sẽ ra? Có phải gọi đen trắng không? Có là đen, đen trắng, trắng, đen đen. Gọi đen trắng ra đây thì chắc chắn hai con này chạy ra. Con thứ ba cũng tên là đen trắng này, con này chắc cũng chạy ra rồi. Ba con đều chạy ra. Vâng, theo suy luận của tôi thì có vẻ như là giáo sư đúng. Chờ tôi đọc đáp án chương trình. Theo đáp án chương trình ấy, thì không nào chạy ra. Sao lại vậy? Bởi vì lợn biết tiếng người. Giáo sư có vẻ như mấy ngày nay chưa được lĩnh lương hoặc là đang mất ngủ nên là trả lời có vẻ không được chắc chắn đấy. Thôi, thời lượng chương trình có hạn nên là tôi xin chúc giáo sư và các bạn lời chúc cuối cùng thế này. Chúc các bạn là một tuần làm việc vui vẻ. Còn chúc giáo sư ấy, giáo sư cố gắng lĩnh lương chẳng có năm mình.